Anh em ơi! Tay đâu là tay đâu? Tay đây là tay đây! Chúng ta là... Phụ trách đội thành phố, những thầy cô tâm huyết, xây dựng đội vững mạnh, đội tiến đi tiền phong, Hồ Chí Minh! Phụ trách đội... Trách nhiệm, văn minh, năng động! Đường Cần Giờ lạc vào tim ta, dấu nắng mưa gần xa. Hạnh phúc đi Cần Giờ, yêu thương đi Cần Giờ, cắm chạy đi Cần Giờ, cánh én đi Cần Giờ. Yeah! Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Em tên là Trần Thị Trúc Mai, đến từ đơn vị thành phố Thủ Đức. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lưu Hoàng Phúc, đến từ đơn vị quận 11. Xin chào các anh chị và các bạn, mình tên là Đỗ Thế Hằng, đến từ đơn vị quận 3. Xin chào mọi người, mình tên là Quốc, đến từ quận 5. Xin chào các bạn, mình là Châu, đến từ nhà tiếng Việt phố. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh Tùng, còn bên đây là Chủ Nhật. Hai anh em mình đến từ đơn vị quận 8. Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Viễn Hồng Kỳ, đến từ đơn vị thành phố Thủ Đức. Xin chào các bạn, mình là Trần Thị Minh Trinh, đến từ thành phố Thủ Đức. Hồ Anh Hoàng, Trung Học cơ sở Tân Tạo A, quận Bình Tân. Anh Duy, Bình Chánh. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lâm Phương, quận 3. Xin chào các bạn, mình tên Huỳnh Linh, đơn vị phố Thủ Đức. Xin chào các bạn, mình là Đài, mình đến từ quận 3, và bên cạnh mình đây là bạn Vũ Anh, đến từ quận 4. Xin chào các bạn, mình là Trần Hằng, đến từ quận 8. Còn mình là Phúc, đến từ quận 1. Mình là Hoàng Thái, đến từ Bình Thạnh. Xin chào mọi người, mình là Long, đến từ thành phố Thủ Đức. Xin chào mọi người, mình là Ánh Nguyệt, đến từ Bình Tân. Đang lý Long là em Long đặc công nữa nha. Xin chào anh chị, em tên là Mỹ Duy, đến từ quận 5. Xin chào tất cả các anh chị, mình tên là Thế Minh, đến từ quận 5. Xin chào mọi người. Mình là Ngọc Hân. Mình là Hữu Phúc, đến từ Bình Chánh. Xin chào anh chị và các bạn, mình tên là Nguyễn Anh Bình, đến từ nhà thứ nhiều quận 12. Xin chào mọi người, mình đến từ Củ Chi, mình tên Dương Thế Sự. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Lưu Bình Duy, mình đến từ đơn vị quận Gò Vấp. Xin chào tất cả mọi người, mình là Mỹ Văn Bình, đến từ đơn vị quận 1. Xin chào các bạn, mình tên là Lê Ngọc Huy, đến từ đơn vị quận 1. Xin chào mọi người, mình là Lâm Minh Chí, đến từ đơn vị quận Phú Nhuận. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thi Đỗ Nhật Kim, đến từ đơn vị quận 6. Xin chào tất cả mọi người, mình là người quay phim, mình là Nguyễn Ngô Quốc Cường, đến về đơn vị quận Bình Thạnh. Đàn em thân yêu vì tổ quốc quang vinh, phải đánh giá.